xin chào tất cả các bạn, chúng ta các bạn đã đến với bài giới thiệu về string interpolation. String interpolation là một đặc tính cho phép là chúng ta trang giá trị của một biến hay là một biến thức vào chuỗi và cú pháp thì đặt dấu đô la và sau đó là tên biến ở trong chuỗi hoặc là đặt dấu đô la mở hoặc nhọn đóng hoặc nhọn đây là giá trị của một biểu thức Ở trong phần demo sẽ demo về string interpolation ở trong lập trình Kotlin. Trên chương trình và các mở dự án Kotlin fundamental ở trong dự án kích vào ở trong package variable kích phải lựa chọn new và lựa chọn Kotlin class and file. Ở trong này chúng ta sẽ gõ vào đó là string interpolation nhấn enter để tạo ra nội dung của file và bỏ phần định nghĩa class sau đó gõ men để chèn nội dung của cái hàm men và lúc này thì chúng ta có thể là tiến hành nhập các thông tin cho hàm men để có thể hiểu rõ hơn là string interpolation interpolation làm gì và tại sao mà chúng ta phải sử dụng string interpolation thì trước hết là khai báo biến name và gán ví dụ ở đây là nn sau đó thì có thể là hiển thị cái thông tin của biến nam với cái dòng đó là hello và lúc này thì chúng ta cần phải là nối chuỗi kích phải lựa chọn run để thực hiện chương trình và kết quả thực hiện sẽ hiển thị ra được là hello anh và lúc này chúng ta thấy được đặc tính là để có thể hiển thị được tên thì cần phải sử dụng toán tử nấu chuỗi là toán tử cộng để cho phép là nấu chuỗi hello và name. Ở trong trường hợp ví dụ là khai báo biến age và gán giá trị đó là 19 thì lúc này để có thể là hiển thị thêm cái thông tin của tên thông tin của AGE thì chúng ta có thể là đưa vào giá trị và lúc này cộng với AGE sau đó kích phải lựa chọn sân để thực hiện lại chương trình và cái kết quả sẽ hiển thị ra cái nội dung đó là Hello NN AGE đó là 19 và lúc này thì chúng ta thấy là có cái gợi ý là thay vì là sử dụng string concatenation tức là nối chuỗi như thế này thì chúng ta có thể là chuyển sang sử dụng timelapse và sử dụng cái kỹ thuật là string interpolation và để có thể là sử dụng string interpolation thì đơn giản là sẽ có hello và để hiển thị được cái giá trị của biến name thì sử dụng dấu đô la và name tiếp đến là age và đô la age kích phải lựa chọn sân để thực hiện chương trình và cái kết quả mà chúng ta nhận được thì cũng tương tự là hiển thị ra được cái nội dung hello nn h đó là 19 và đô la và tiếp theo là biến tên thì sẽ hiển thị và tràn cái nội dung của cái biến vào tại cái vị trí mà chúng ta xác định đó là đô la name và tương tự như vậy đó là đô la age thì sẽ trang giá trị của A tại cái vị trí đô la ở trong trường hợp này nếu chúng ta muốn là gọi thực hiện một phương thức nào đó hay là trang một cái biểu thức thì có thể là sử dụng theo một cái cú pháp ví dụ ở đây thì chúng ta sẽ xác định đó là hiển thị cái thông tin của name và gọi thực hiện cái phương thức là uppercase tức là viết hòa tất cả các cái ký tự hiện có ở trong name và tiếp theo thì có thể là kiểm tra tiếp e greater than 18 và lúc này thì chúng ta có thể là đưa vào cái biểu thức là có lớn hơn hoặc bằng 18 hay không và kích phải lựa chọn run file để thực hiện chương trình và lúc này kết quả mà chúng ta nhận được là sẽ hiển thị ra các thông tin là nem là viết khoa tất cả các ký tự và giá trị của biểu thức age richardson equal to 18 thì sẽ trả về giá trị đó là true điểm chú ý ở đây là khi sử dụng biểu thức hay là gọi thực hiện các cái hàm hay là các cái thuộc tính của đối tượng thì chúng ta lưu ý là cần phải đô la mở ngoặc nhọn và dấu đóng ngoặc nhọn để kết thúc và đô la mở ngoặc nhọn sau đó là dấu đóng ngoặc nhọn ở trong nội dung của string interpolation chúng ta có thể là sử dụng ký tự đô la để làm ký, ký tự đặc biệt và trong trường hợp mà chúng ta mong muốn là sử dụng ký tự đô la làm ký tự thường ví dụ như trường hợp như thế này thì chúng ta có thể viết là đô la n và nếu mà viết đô la n thì ký tự đô la là ký tự đặc biệt để có thể là tràn giá trị của biến n vào ở trong cái nội dung của cái chuỗi và lúc này thì thực hiện chương trình thì sẽ gây ra cái lỗi và ở đây thì hệ thống không nhận biết được là tham chiếu n tức là tham chiếu hay là biến n và lúc này để có thể là hiển thị được cái ký tự đô la thì chúng ta có thể là siệt đô la và n và sau đó là kích phải lựa chọn dân để thực hiện chương trình và cái kết quả sẽ hiển thị ra được đó là đô la n ở trong cái nội dung của chuỗi được in ra và chúng ta cũng có một cái giải pháp để có thể là hiển thị ra được cái ký tự đô la thì trong một số tình huống thì các bạn có thể là sử dụng đô la mở ngoặt và dấu nháy đô la sau đó n và kết phải lựa chọn sân để thực hiện chương trình và lúc này chúng ta cũng có thể là hiển thị ra được cái ký tự đô la như là cái ký tự thường và ở đây là có hai giải pháp mà chúng ta có thể sử dụng đó là siệt đô la và đô la mở ngoặc nhọn sau đó dấu nháy để thể hiện nội dung của chuỗi và đô la và mục đích của chúng ta ở trong cái phần cú pháp thứ hai là hiển thị ra được chuỗi chứa cái ký tự đô la vậy chúng ta đã kết thúc nội dung của bài học hẹn gặp lại các bạn ở trong các bài học tiếp theo xin cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của tất cả các bạn